Tisu xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà, mình đã quay trở lại cùng với Tisu Chuyu. Bây giờ là 6 giờ tối theo giờ Thái Lan cô chú anh chị các bạn ha. Thì đoàn đi ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày mai thì sẽ trở về lại Phan Thiết. Oh, xin lỗi, về lại Sài Gòn xong rồi mới về lại Phan Thiết. Thì hôm nay là qua những cái video clip kia thì Tisu đã chia sẻ đến cô chú anh chị các bạn những cái hình ảnh về chùa và những cái mà mình có thể đến khi du lịch ở Thái Lan. Và bây giờ là một cái nơi nữa mà nói rằng là cũng rất là nên đến khi mà đến Thái Lan và ở tại Bangkok, đó là cái tượng Phật bốn mặt. Thì cũng đi cách cái bixi này khoảng chừng 20 phút đi về. Khi mà mình đi lại đó và đi về lại bixi này thì Tisu cũng mời cô chú anh chị các bạn mình cũng sẽ đến để mình thăm, mình biết. Thì nó cũng là một nơi tâm linh, mình có thể biết để mà mình đi đến cho những cái lần mình có thể đi tự túc hoặc đi theo tour như cả nhà mình nha. Bây giờ thì mời cô chú anh chị các bạn theo hành trình với Tisu ạ. Bán bốn mặt bốn màu. Nó lợi dụng một mặt sao hai đi. Dạ. Một mặt sao không lại à? Cái này là một mặt nè. Mình đặt một bông hoa để dưới cái gì á, để chỗ đó có chỗ người ta để sẵn đó, mình để theo thôi. Ba cây nhang mình cắm một mặt. Một mặt ba cây nhang. Dạ, một mặt cắm ba cây nhang, còn cái đèn cây thì mình đặt ngay mặt bốn mạng á, để tay người đặt cái cây. Ở đây thì mình đi bộ sẵn, Tisu sẽ quay cái đường phố của Bangkok ở khu vực này ở trong trung tâm thành phố để chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn. Và cũng nếu mà Tisu có thưa chuyện có sơ suất gì mà không đúng chính xác cái nội dung tin đó thì cô chú anh chị các bạn cũng thông cảm ha, tại vì mình cũng lần đầu tiên mình đến đây và mình cũng quay chia sẻ những cái nghiệp trải nghiệm thôi. Thì cả nhà mình cái câu chuyện nghe vui vui là Tisu cảm thấy rất là vui đó, và cũng cảm thấy nó một là cái gì đó mà mình cảm thấy là riêng tư nhưng mà rất là happy, hạnh phúc. Tại vì là ngày hôm trước khi mà Tisu đi đến cái tượng Phật giác vàng ở trên đá đó thì mọi người trong đoàn thì cũng dùng ống nhòm để mà nhìn những cái viên xá lợi trong đặt ở trong tim của tượng Phật có cách cái thì Tisu cũng nhìn thấy những cái viên xá lợi này qua cái ống nhòm. Và khi mà đến cái chùa lúc sáng mà Tisu quay chia sẻ cùng với các chị và các bạn cũng ở trên thì Tisu trong đoàn thì Tisu cũng vuốt cái tay mình lên cái chuông và nó vang ra những cái âm thanh rất là vang, vang tiếng lớn tiếng nhỏ. Cho nên Tisu cảm thấy đó là cũng một cái mình nói về cái mặt bên trong tâm linh thì mình cảm thấy cũng nói chung là mình cũng tình cờ thôi, nhưng mà nó sẽ năm mang lại cho mình một cái cảm xúc ở bên trong mình khá là thú vị. Thì chia sẻ cô chú anh chị các bạn vậy, cho nên là trong video clip này Tisu cũng đi đến cái ngôi đền thờ tiếp theo là tượng Phật và bốn mặt. Thì theo như cái anh hướng dẫn viên anh có kể nha, cái này thì mình cũng nghe kể và kể lại thôi, thì nếu mà cái gì mà chưa chuẩn chính xác thì cô chú anh chị các bạn cũng hoan hỷ ha, đừng có mắc lỗi nha. Tại vì lần đầu tiên mình đi và Tisu cũng không có muốn gọi là gì xây dựng lại hay là cắt chất lọc tất cả những cái thứ để trở thành một cái hoàn hảo, mà cứ bởi bản thân nó đơn giản giản dị, thực tế nó ra sao thì nó sẽ là như vậy. Mình vẫn phương châm như vậy trong tất cả các chương trình của mình. Và nghe theo lời anh kể thì tên gì thì mình quên thì xây dựng một cái khách sạn thì xây dựng khách sạn thì có rất là nhiều cái mặt thì có thể là hoàn tất được xong, nhưng mà riêng một mặt á, thì lại cứ làm hoài mà không được. Thì cái người chủ khách sạn này mới mời một cái người gọi là theo tâm linh địa lý, mình gọi từ không chính xác, giống như thầy phong thủy hay là nhà sư gì đó, thì đến để coi. Thì người ta mới hỏi là ở trước đó, trước khi xây dựng có điều gì đó mà mình đã bỏ đi hay không. Thì mới cái người chủ xây dựng đầu tư này mới nói rằng nó có một cái miếu cho nên là có bỏ đi, bởi vì nó sẽ bị chặt chội cái khung không gian gì đó cho nên là bỏ đi. Nhưng nhà sư nói là không được, phải tái tạo nó lại và thì mới có thể là xây dựng được. Ok, thì cái người chủ của cái nơi đầu tư này mới là bắt đầu xây dựng miếu. Và khi mà
xây dựng thì đã lùi vào một cái khoảng ô trống rộng hơn để mà cho mọi người có cái cách khi mà đến thì có thể tham quan. Thì cái bước đầu tiên khi mà phục hồi lại cái vị trí cũ thì cái công việc xây dựng tốt hơn, và ông có nghĩ rằng là sẽ mang những cái khi mà tốt hơn này thì ông sẽ trả lễ cho khi mà trong cái quá trình thời gian sắp tới, thì khi mà ông lùi vào thì xây dựng nên cái chỗ mà mình thờ đây, mình chuẩn bị đi nè, thì ở đây đang đứng chờ xe và đoàn để đi qua, cho nên là mình sẽ cắt ngang câu chuyện chút ha, mình quay cảnh xe để cho mọi người nhìn thấy. Ngày càng phát triển, và cái người chủ đây thì khi mà thắp hương nè, trong có cái phần vàng non nó dát lên cái tượng Phật, cho nên tượng Phật Bố Mạch này ngày càng mỗi năm khi mình đến thì nó sẽ có cái sự thay đổi khác nhau, nó lớn dần lên ha. Thì Tisu nghe câu chuyện vậy thì Tisu chia sẻ cùng với cả nhà mình thôi ha, còn gọi là mọi người kể sau thì mình kể lại như vậy. Ở đây là cái tàu lưỡng ha. Đây, mọi người đang đi qua đi lại. Ở đây thì mọi người khi mà giả sử mình đến đây mình cũng nhớ bảo vệ cái trang, tư trang của mình thì tốt ha. Đeo phía trước cẩn thận, bởi vì đây là khu đông người. Và Tisu quay cái cách hành lễ dân hương để cô chú anh chị các bạn mình có thể tham khảo, để mà biết khi lần sau mình đến, lỡ may không có hướng dẫn viên mình đi được tốt thì mình có thể biết ha. Rồi xong mình sẽ qua bên này nha cả nhà mình. Chúng ta theo thứ tự.
Sô xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những cái chương trình lần sau. Kính chúc sức khỏe của cô chú anh chị các bạn niềm vui, hạnh phúc và bình an.